Châu Đức bữa hôm trước, Châu Đức mới sinh là con muốn được đi làm với chú Bi. Thì Đức ơi, nguyện vọng con hiện tại bây giờ như thế nào? Con muốn làm tiền giúp đỡ gia đình, con trả về cuộc sống chút, với lại xây lại cái nhà. Nhà nó cũ quá, như là ở không được chút. Rồi con sẽ làm cái gì? Như con làm được con xây nhà với lại sửa lại xe cho mẹ con đi làm. Dạ, cho mẹ con thức đỉnh. Thời gian qua thì em cũng có giúp cho một cháu nhưng mà không thành. Nó không thành cho nên em rất e ngại. Và không biết là liệu mình có làm thêm một người nữa thì có chính xác không? Giờ mới đi làm về hả? Dạ, mới đi bán. Mến chào quý chú anh chị, quý vị chắc hẳn quý chú anh chị sẽ rất là quen thuộc khi mà thấy căn nhà của bé Đức cũng như gia đình của chị ở đây. Thì hôm nay bé ghé thăm lại, có vài điều muốn nói cũng như là sẽ có một cái gì đó muốn dành cho gia đình, không biết làm được không. Trứng ơi, con lại đây chú nào? Ở đây. Con làm bé Trứng ở đây cả nhà, với lại bé Đức ở đây là rất là nổi trên mạng xã hội luôn nè, rất là nổi luôn. YouTube thì ít nhưng mà Facebook rất là nhiều người xem. Bé Trứng nổi Trứng không là 7 triệu view. Bé bé Đức ở đây là sẽ là 15 triệu view. Đó, được rất nhiều của chú anh chị quan tâm. Bé Trứng là người đầu tiên nè. Họ đã quay á, là không có ai biết đến luôn, quay rất ít view. Sau này dần dần cái mình phát hiện ra những cái mà các cháu làm được đó nha, rồi được cô chú anh chị biết đến, rồi rất là yêu quý hai cháu ở đây. Thì bây giờ BB cũng muốn đến đây rồi sau cái vụ thu hoạch đó là cũng muốn cho cả nhà biết rõ về cái lợi nhuận mà khi mà mình trồng dưa là bao nhiêu chị? Dạ em lợi được 10 triệu. 10 triệu cơ à? Dạ. Thì thấy cũng mừng cho cháu, nếu mà dưa mà được trúng giá thì cũng được nhiều, nhưng mà mình được dưa thì nó thất giá. Dạ. Trời ơi, nhưng mà 10 triệu đó thì chị nghĩ là 2 tháng rưỡi trời thì mình có thấy đủ chưa, hay là cũng, nếu mà làm trúng nữa là được hơn nữa à? Dạ, nếu mà chú đã nói nếu mà vừa mà trúng giá thì cháu cũng còn tầm khoảng 17 18 triệu. Đức ơi, cho chú nghiêm biết nguyên nhân tại sao mà dưa nó lại không được vậy con? Nó bị hết, nó giống như vậy, đất nó hết phân á chú. Mình trồng 2 vụ rồi, mình trồng nữa nó bị mất hết đất phân. Trồng hơn người ta trồng 2 vụ lúa đúng không? Dạ, cái lại đất nó cứng, mình tưới nước mình cũng không có được. Không được, kiểu như đất rất cứng quá, tưới nước nó không xuống. Không đủ thấm á. Dạ. Phải chi lúc đó có cái vòi nước tưới trực tiếp luôn ấy. Vì mình không có, nói chung thì em cũng nguyện vọng mà được mình thiếu nợ, mình gỡ hết nợ nần đó. Mình cũng không có ngờ là mình được dư được nhiêu đó. Rồi cái giờ mình dư được nhiêu đó thì mình chỉ đủ tiền mình mướn đất rồi với mua phân này nọ trồng cho cháu thôi. Chứ mình cũng quá bất ngờ nên mình trả một số nợ đó rồi còn dư được nhiêu đó là quá bất ngờ với đấy em chứ. Nói thật như vậy, nếu mà phải chi mà em không có thiếu nợ, nếu phần đó anh giúp đỡ thì em có sẽ được có tiền đó mua cái máy cho cháu nó đỡ cực biết bao nhiêu. Là hồi trước BB có kể cái nhà là ba cháu nó một ngày giá là 240 thùng. Nhưng mà cả nhà nhân lên 2 tháng rưỡi thì tổng bay giác được bao nhiêu thùng cả nhà, rất là nặng đó. Và cái việc mà BB giúp cho gia đình gần 50 triệu mà kết quả mang lại nó không có giấy, không gì nhiều cả, nhưng cái được cái nó còn quý hơn cái tiền nữa là sự nỗ lực, sự phấn đấu không chịu khuất phục trước có khó khăn của mình. Giống như là bây giờ em giúp cho chị gần 50 triệu đó thì chị đã làm gì? Dạ em hồi đó em còn thiếu nợ, người ta em nói là ước mơ là em trả nợ rồi là em rất mừng. Em chỉ có nghĩ được một ngày hai ngày là em rất là mừng thôi, chứ em không có ước mơ gì cao sang cả. Nhưng mà anh BB lại giúp và mạnh thường quân giúp cho em như là quá bất ngờ, em rất là cảm động. Nhưng mà em trả nợ hết rồi phân nửa, còn lại mười mấy đó là em giúp cho cháu mướn đất mướn này kia lại trồng dưa, là em thấy là không phụ công ơn của mọi người thương. Đó là thấy thật lắm. Lúc đấy cả nhà, lúc đấy mà BB kể về gia đình của chị ở đây á thì cả nhà rất ít cô chú anh chị biết, tại vì lượng view có chỉ có trăm mấy ngàn view thôi thì rất ít cô chú anh chị biết. Hôm nay BB muốn là
gia đình kể lại cái hoàn cảnh của gia đình mình, tại sao mà khó khăn như vậy, rồi các cháu này cha của các cháu đâu, thì BB sẽ dẫn cái nhà cùng BB vào bên trong căn nhà mà chị lúc đó là có sửa lại đúng không? Dạ. Tại vì đất ở đây á cái nhà, đất ở đây là không có thể là sửa được, tại vì đất ở đây là đất ở đậu, thì gia đình có một miếng đất trống, bên kia thì có sửa lại sơ căn nhà để ở. Sửa lại hết nhiêu tiền chị? Dạ cũng mười mấy á, em đổ đất vô thêm với tôn rồi hết, chứ thợ rồi hết mười mấy á. À, ở góc trồng dưa cũng phải mượn nữa hay sao? Dạ có, rồi giờ mình trả hết rồi. Hết rồi hả? Dạ mừng lắm. Thấy hết rồi cái lời được 10 triệu. Nhưng dạ, bây giờ để có để giống chưa? Dạ để giống, mình thuê đất mà tới rớt mưa nè, trồng dưa gan với bí. À, dưa gan với bí. Dạ. Đây cả nhà, hôm nay có nhiều cái mà Bi muốn đến đây để gặp gia đình, cũng như là muốn thăm gia đình, hỏi ý kiến gia đình như thế nào. Đây. Có. Có lẽ là cô chú anh chị sẽ khá là bất ngờ tại sao mà gia đình lại có miếng đất như thế này. Thì trước đây thì chỉ có một khoảnh này thôi cả nhà, ngồi sau này cả nhà thấy không ạ? Tới bức tường đó thôi là hết đất rồi, ngồi sau là đất của nhà người ta. Thì cái nhà này là sập sệ không ở được, tại vì nó sắp sập rồi, cho nên gia đình không ở, gia đình của anh kia ở cả nhà. Cái nhà có thể vô trong thấy nè, baby không có giấu gì cả nhà cả. Thì cái nhà này sắp sập, sập rồi, sợ cho các cháu ngủ ở đây thì nó nguy hiểm cả nhà. Đó, ở trên thì rất là mục hết rồi, thì các gia đình thì sẽ giờ quên kia ở hết. Thì khi mà được giúp đỡ, gia đình có sửa sang lại căn nhà bên này. Đó, sửa sang lại căn nhà bên này. Đây. Coi nha. Đó, sửa sang lại căn nhà bên này cả nhà. Đó, làm gia đình mình ở đây luôn hả chị? Dạ. Đó. Ôi, vẫn mượn cái tường cũ này hả? Dạ, mượn tường cũ. Trời ơi. Bây giờ chị có xây, ủa, giờ là xây được cái miếng trước nhà thôi, lợp với tôn thôi. Dạ, vách. Vách nào ở đâu? Dạ, vách cũ mình mua tôn cũ là mình dựng. Thì hôm nay muốn kể lại câu chuyện hoàn cảnh khó khăn của gia đình thì rất ít cô chú anh chị biết, tại vì mới đây BB đăng cái clip của bé Đức ấy, thì hàng triệu của chú anh chị xem trên nền tảng YouTube, cho nên BB cũng muốn kể cho chú anh chị về hoàn cảnh của cháu nó khó khăn như thế nào. Và BB cũng rất là ngỡ ngàng khi mà lúc mà em livestream Facebook, chị còn nhớ không? Yeah. Có một người hàng xóm hay một người gì đó ghé vào thăm là gia đình này giả tạo. Giả tạo như thế nào chị? Hồi đó em giả tạo là không có nghèo, mà đi nói gạt tiền nặng xài của tiền của mạnh thường quân. Em nói em có gạt ai hết. Nay mấy anh theo thương thì giúp thấy hoàn cảnh khó khăn thật. Em cũng đâu có phải xài tiền phung phí, em cũng nói là đầu kênh tới giờ mấy anh quay. Em chỉ ước mơ có tiền trả nợ, em nghỉ một hai ngày cho khỏe. Em chỉ ước mơ được nghỉ một ngày cũng không có, tại vì nghỉ thì con em đói. Đó là em nói theo sự thật. Nhưng mà bây giờ em trả nợ, em có dư thì con em trồng đồ, không có phụ công ơn của mọi người thương mình. Giả tạo, không biết là cái cô đó hay cái chị đó nhắn tin lên, em rất là bất ngờ. Dạ. Khi mà em đến đây em thấy cái nhà sập sệ này, cái nhà này hồi lúc đó chưa có nè. Và gia đình mình phải quên kia ngủ để tránh cái trường hợp là sập. Dạ. Đó. Rồi sau này BB giúp mình có cái sửa này, mà tại sao lại nói là giả tạo? Thật sự BB cũng rất là bất ngờ khi mà chị đã nói ba cháu đây là anh em như thế nào. Dạ, cùng cha khác mẹ. Ấy, cùng mẹ khác cha. Cùng mẹ khác cha. Dạ, cháu này em gặp hôm trước thì gặp được cũng bé này thôi. Rồi gặp sau thì được hai bé này, hai bé nhỏ này. Rồi cha của bé Đức đâu? Lâu không có, hồi đó giờ bỏ luôn, không có lên thăm luôn. Không lên thăm luôn hả? Dạ. Lúc đó là ai bên nhà con nấu đúng không? Dạ. Lúc đó là Facebook rồi, lúc đó là chú đăng livestream là có người nào vô bình luận là nhà bên nhà con đúng không? Dạ, bên cô đó, cô nó bên Mỹ Xuyên. Ôi trời. Mà sao cha lại bỏ cháu vậy chị? Dạ, tụi em đi làm rồi, với lại ông lão á, không có thương gì tụi em hết trơn á. Ép buộc cho tụi em thôi nhau mà. Rồi đi ẩm qua bển, ổng không cho mần hồ, mần gì chân, kêu qua về bên bển ở, xong tiếp phụ này với ổng lúa lắm, khóc rồi đó. Tới chừng bom bệnh tới gần sanh cháu này nè, không có tiền sanh xin về đây. Ông nói con ổng nghe lời vợ, ổng làm đồ, ổng làm cho thôi. Ổng làm đồ là làm đồ gì chị? Ba cái bùa cũng theo người miên mình đó. Thôi ghê vậy. Dạ, rồi cái em sanh bé này được tầm khoảng 2 tháng, 3 tháng. Cứ ổng làm hoài, chị không nổi em về đây, ôm con về đây. Sao chị biết là làm bùa? Dạ biết. Sao biết?
Tại vì em cứ để ý ổng làm, ổng tụng kinh mỗi buổi chiều á. Khoảng tầm 6 giờ ổng đọc kinh này. Ừ. 6 giờ ổng đọc kinh này. Em để viết rồi cái máy ăn cắp cái miếng lá bùa của ổng làm đó, ổng gạch hình vuông đó. Đem về hỏi nội, nội nói cái bùa này mai là không có làm mấy cái cọng gâu ra. Nếu mà làm ra thì em sẽ bị khùng. Đó, còn cái cứu giãn được thời gian. Lúc đó là khi bị bỏ bùa như vậy thì chị có tình trạng lạ như thế nào không? Ừ, hai vợ chồng đặt cái lộng hoài. Cái lộng hoài, lúc đó dạ. Thương yêu nhau lắm đúng không ạ? Dạ, ảnh thì cũng thương lắm, không có từng với em một bàn tay nào hết trơn. Thương cháu Đức lắm. Rồi giấy ly hôn rồi đó, em cũng có lên tòa ly hôn chồng mới nói thôi. Bây giờ hết duyên hết nợ thì ngại nó ở đừng có ly hôn. Mà giấy kết hôn em vẫn còn. Còn ông nội nói đó, nếu mà làm giấy ly hôn ra thì bên cha nó phải cung cấp tới bé 18 tuổi. Nên ông không cho làm. Em cũng vẫn còn giấy kết hôn còn chưa có ly hôn. Rồi thời gian đó thì đến bây giờ thì chia tay thì cháu Đức lúc đó nhiêu tuổi? Còn nhỏ xíu rồi cháu mới biết đi lẩm đẩm à. Là chị nuôi bé tới bây giờ luôn, dạ. Mười mấy năm nay. Cái khổ là nó rõ ràng như vậy rồi. Ôm các con đây, rồi các cháu trứng gà con với lại bé đó thì bao nhiêu, bé đó có tên gì mất rồi? Vũ Anh, tên Mận, ấy là tên Mận. Tên Mận, à, tên Mận. Dâm cất kìa Mận. Cất gà, ghê dơ. Ờ, rồi hai cháu Mận với đứa cháu trứng gà này là làm cháu là cha sao lại bỏ luôn? Cũng ghen tương á, tại giờ lúc đó cha nó mà cũng muốn lên thăm lắm, ghen tương rồi quậy hoài, rồi uống vô ngủ quậy vô hoài nghe lời bạn bè không, chứ không quan tâm tới giờ con. Ừ, trộm cắp gì nữa? Nhà phá thấy người ta đi theo bạn bè đó, nghĩa là em cũng không có quan tâm mà em chỉ biết là còn duyên thì mình ở hết duyên thì thôi, người ta làm gì người ta làm mình không có quan tâm tới, chỉ biết làm kiếm tiền nuôi con thôi. Chứ là hồi đó cháu này cũng vô máu hai bịch nè, còn cháu kia cháu nãy đó, cháu Mận là mới vô nhiều đó. Không còn cái thời gian để quan tâm mà chồng muốn làm gì làm, không quan tâm tới. Mận tại sao phải vô máu chị? Hồi đó cháu sinh ra thì bị da vàng, rồi lúc sau thì bác sĩ nói cháu bệnh tim, em cũng nằm hết đâu cũng gần 4 năm trời rồi. Chứ không có khả năng nữa, về đây cái cô ở Đầu Sinh Đỏ, thấy tội nghiệp, rửa chén cho cổ đó. Cô thấy tội nghiệp thì cổ nói với ông cụ ở ngoài chợ gom góp cho em được 5 triệu. Đem cháu lên Nhi Đồng 1 khám thì bé chỉ có thiếu máu lên tim thôi, chứ không phải bị tim bẩm sinh. Dạ. Rồi thời gian đó là vô máu xong là bé về có tình trạng là hay ra ngoài đồng tìm dạ. Mấy cái bình xăng của người ta là máy móc bơm nước cái là hử cả nhà. Thì baby cũng có nghe kể nó như vậy rồi. Thì baby cũng muốn kể là cái nhà xem là cái hoàn cảnh gia đình thực tế như thế nào. Nhưng mà hiện tại bây giờ thì trước mắt của chú anh chị quý vị, đây là cái việc mà bé Đức đã làm, là bé Đức trồng dưa thực tế luôn, chứ không phải là xin tiền của cô chú anh chị Mạnh Thường Quân xong rồi, rồi ăn xài không làm gì hết. Đằng này là cháu còn nhỏ luôn, chứ còn làm hơn người lớn. Lúc mà baby ra ngồi đồng cái nhà thì chính các anh thanh niên bên đó, ngồi đó cũng nói là nếu là anh cũng làm không được, tại vì anh không có kỹ năng và anh cũng không có là có thể làm được kiên trì như bé được. Nhưng mà cháu đã thực hiện được một điều mà khiến người lớn cũng phải khâm phục là đi trồng dưa đó, chứng minh rằng ấy là gia đình có gì đâu mà xạo, cũng vất vả khó khăn. Khi mà chị ở đây, chị tính gì em quên rồi, chị giàu đúng không ạ? Chị Mai ở đây cả nhà, thì chị phải vất vả một mình nuôi con. Các cháu vừa ngồi kia thì lúc mà chia tay chồng đó là chia chồng hai ấy, thì các cháu năm lúc đó lớn chưa chị? Còn nhỏ, cháu cũng đi mới lớn cháu. Bẻ hết luôn, dạ. Là bỏ đi luôn. Đó, một tay chị nuôi nắng lên đến bây giờ. Rồi thêm cha mẹ già lớn tuổi nữa, lấy gì để sống đây? Lấy gì để sống? Giả tạo chỗ nào? Đó, một người phụ nữ như vậy. Dạ, em cũng nói đó, con hơi lớn rồi, con cũng đủ suy nghĩ rồi. Đó, mẹ không ép. Hồi nhỏ thì người ta không có nhìn nhận con. Rồi tới con lớn, con trưởng thành, tự động con biết đâu đúng là đâu sai. Muốn về hay là quyền không về là quyền của con, chứ mẹ không ép. Cháu hồi đó giờ sống, cái người mất đó là người em đó, là nuôi cháu hồi nhỏ tới lớn luôn. Quý lắm, cậu nó quý nó và nó cũng mến cậu đó. Nó có chết nó cũng không bước đi bên bệnh. Sao vậy được? Con có giận cha mình không? Con nó cũng biết, con còn nhỏ xíu. Ừ. Nghe mẹ nói lại không? Nó còn không biết mặt cha con cũng gì.
Đức ngày xưa học lớp mấy? Dạ con không có đi học. Không đi học không ạ? Dạ lúc mà mẹ thôi. Nhỏ cháu không có đi học, trẻ thêm năm học, bây giờ cháu lên lớp lớp 5. Lớp 5 10 cái lên lớp 6 á. Cháu thấy em cực quá cháu nghỉ. Lên lớp 6 nghỉ hả? Hồi đó học được không? À, không có năm lên lớp không được lĩnh thưởng. À, cháu không có được lĩnh thưởng. Học lên lớp thôi. Dạ, năm lên lớp. Nhưng mà con biết viết chữ không? Không tạm chứ. Viết tính toán chút. Viết như cua bò. Ừ, cua bò. Dạ, cháu viết chữ xấu á. Rồi tính có đồng dư nữa không? Mới vốn còn con chồng tiếp. Vừa rồi được 10 triệu đó thì làm cái gì rồi Đức? Dạ anh cho ông ngoại với mẹ. Cho nhiêu chia ra con nào? Ông ngoại con cho 5, còn ngoại với mẹ chia hết rồi. Còn có 1 triệu 2 triệu 9 rồi. Triệu 9 làm cái gì? Mua chiếc xe hết luôn. Mua chiếc xe đạp hết luôn. Ủa làm 2 tháng rưỡi rồi, rồi đi mua chiếc xe đạp vậy thôi hả? Dạ. Chị bán phụ em mỗi bữa. Bữa nay ngày nay nó đau cái giò á, cái cháu mới nhà chạy ra tiếp phụ bán, nó không ăn được, hốt không kịp, chạy không kịp. Ngày hôm nay nè em xuống đến đây cũng muốn hỏi gia đình mình một chuyện như thế này. Dạ. Là cháu Đức bữa hôm trước, cháu Đức bữa sinh là con muốn được đi làm với chú Bi. Dạ. Thì Đức ơi, nguyện vọng con hiện tại bây giờ như thế nào? Con muốn làm tiền giúp đỡ gia đình, ăn trải qua cuộc sống chứ. Như lại xây lại cái nhà nó cũ quá, như là ở không được chứ. Rồi con sẽ làm cái gì? Như con làm được con xây nhà với là sửa lại xe cho mẹ con đi làm, giờ cho mẹ con thức đỉnh. Nhưng mà con xin chú làm, con xin làm cái gì? Chú cho con làm cái đó. Có gì làm đó luôn hả? Dạ. Con muốn học nghề gì không? Sửa xe, cháu không biết con học được không đó, mà nó khó quá chú. Sao? Thì cháu đi học á, cái dạy cái chủ trên này á, nói tới tháng 4 triệu rưỡi đó, mẹ ơi, không học đâu, 4 triệu rưỡi mắc lắm mẹ ơi. Như là anh ta không có dạy chỉ kỹ lưỡng thì dạy cho sơn. Con ra hở chưa? Dạ, ngã hở đi sửa xe mẹ, rồi con hỏi rồi, mắc quá. Học là 4 triệu rưỡi luôn hả? Dạ, một tháng 4 triệu rưỡi. Một tháng 4 triệu rưỡi, rồi học bao lâu mới đủ văn nghề? Còn nếu mà nhanh nhẹn thì 2 tháng. Hôm trước thì Bi cũng có hỏi với gia đình, cả nhà trên mạng xã hội thì Bi có nên đưa cháu Đức lên Sài Gòn không? Thì hôm nay cũng muốn lắng nghe người mẹ sẽ nói gì về cái định hướng cho con mình khi mà Baby sẽ sẵn sàng giúp đỡ. Nếu như gia đình cứ giữ vững cái việc là sẽ khó chí vươn lên. Đấy. Tại vì em trước thời gian qua thì em cũng có giúp cho một cháu nhưng mà không thành. Nó không thành cho nên em rất e ngại và không biết là liệu mình có làm thêm một người nữa thì có chính xác không. Đó thì mẹ có muốn nói gì không? Dạ nếu mà cháu được đi làm với anh Bi là em rất vui, cho cháu có con đường nó tốt hơn. Chứ ở đây cũng phức tạp lắm, mình cũng không nói được cái gì. Nhưng mà làm được anh đào tạo cho cháu là em rất mừng, chứ em không có nói gì hơn nữa. Chứ không có phải là mình phải bắt buộc con mình làm này kia rồi gồng gánh kiếm tiền bạc gì cho gia đình là không. Cháu làm được như thì mình thấy cảm vui, đừng làm phụ lòng anh là thấy vui rồi. Như em nói chị như thế này, cháu thì chưa đủ tuổi, công ty thiện cũng bảo là bắt buộc phải đủ tuổi mới làm việc được. Đó, cháu chưa đủ tuổi cho nên rất là khó khăn khi mà cháu làm trong công ty. Nhưng mà cái em muốn ở đây khi mà đưa cháu lên Sài Gòn á, thì cháu đi học nghề, mà nghề sửa xe thì con học được không Đức? Không chú, họ mới thấy sao mà nó khó quá, dặn ốc lên ốc xuống, nó khó quá mẹ ơi. Nó cái gì khó cũng là thời gian, giống như con ngày xưa trồng dưa hấu, có nhiều người họ làm đâu có được đâu, làm không được đâu á. Nhưng mà con từ dần dần con tiếp thu ngày qua ngày, dần rồi con có một cái kiến thức riêng cho con mới trồng dưa được. Giống như mình đi học một cái nghề nào đó thì mình phải dành thời gian nhiều, nếu như mình học dở thì mình sẽ dành thời gian nhiều hơn những người học thông minh, đúng không? Chú không nói con học dở hay thông minh, nhưng mà chú nghĩ rằng con, họ kêu là cần cù bù thông minh mà. Con hãy cố gắng để lấy cái sự cần cù của mình để bù lại những cái mà mình nghĩ rằng nó khó, đúng không Đức? Thì
chú có một người cũng không biết là chắc chắn, không biết là sẽ lên đó xin cho con học được không. Nhưng mà trước mắt thì nếu mà chú mang con lên Sài Gòn ấy thì con đi học xe máy không, xe máy không, đi hậu trước chứ mất công là lên đó rồi đổi ý nữa, mệt lắm. Con giờ mẹ con hỏi, con đi học thì con có tương lai hơn, ở với mẹ cực khổ lắm, đi chển làm có cái nghề nghiệp sau này con còn giúp đỡ cho hai em con nữa. Còn nó lên chú làm phải làm nhiệt tình, cái nào không biết phải hỏi chú, đừng làm cho chú thất vọng. Trong khi dòng họ mình không ai giúp mình bằng chú, chỉ là người dân giúp mình, còn mạnh thường quân rất thương con, hỗ trợ cho con đến chừng này rồi, phải lớn cố gắng lên con. Bây giờ là có tiền có sửa là cái nhà rồi, đỡ sợ hơn ngồi kia rồi, cũng đỡ sợ hơn cái nhà bệnh này rồi, đâu có sập gì nữa đâu. Thôi cho con có tương lai chứ con đi bán với mẹ cũng không có tương lai đâu con. Dám bán rau mẹ, mẹ bán rau sống qua ngày thôi. Nhưng bây giờ con xa mẹ con chịu không? Xa ông xa bà chịu không? Gái đi cũng giống cậu đó, cậu con 15 tuổi là cậu con trải nghiệm đi làm rồi, phải tự làm, phải gắng cố gắng lên. Không ai che chở mình hoài đâu con. Mẹ đâu có phải lớn, mẹ có che chở cho con. Mẹ cũng không biết chữ nè, mẹ chỉ có biết nghề buôn bán thôi. Cái nghề này con không có đảm bảo được đâu. Con còn lớn, còn tương lai con dài sao nữa, phải gắng lên. Suy nghĩ cho kỹ rồi quyết định đi làm với chú thì đi làm, đủ tuổi thì đi làm. Còn nếu con nó sửa xe con không được, nói chú ơi vậy con sửa xe không được, tới đủ tuổi con xin vô làm cho chú ở phụ. Cậu có hoa tay không, tao cho đi học độc tượng. Thôi đúc chắc mấy mó thôi. Học cái gì cũng phải học con, lúc con rồi còn nhỏ con cũng ăn cơm đâu có gành đâu, phải học phải ăn mới tập chỉnh con đi được, chứ đâu phải lớn rồi con có biết là biết đâu con. Bàn tay này lên mấy ông mà sửa xe cũng ghiền lắm. Bàn tay này cả nhà. Đó, là mấy anh sửa xe ghiền lắm luôn ấy. Chứ không đùa đâu đây này. Thô sơ, trời ơi nó to hơn tay chú Bi nữa. Đó. Mấy ông sửa xe ghiền con lắm. Đúng không? Là chú giúp cho con đó con. Sợ lên đó rồi khóc đầu về đó. Đầu về không? Đó, xe chú chở xuống rồi đó. Xe chú chạy xuống rồi. Đi thì chạy vô lấy đồ quần áo chạy đi. Sao? Lớn là làm cho chú hay là đi học sửa xe? Mình lớn rồi con, mà 4 tuổi rồi, biết định chứng chắn lên. Bây giờ không lẽ ở không nhà miết cũng vậy thôi. Thôi rảnh đi biết. Biết Sài Gòn này kia. Cậu con cũng ra trải nghiệm đi làm. Không cho đi là cậu phải quyết tâm làm cho được. Một khi ai nói gì không biết, quyết tâm phải làm cho được. Trời ơi, làm không biết chờ tới được. Qua đây chú trứng gà. Tuấn. Ở đây. Đi Sài Gòn đứa nào đi Sài Gòn chú không? Đi không? Đi không, con đi không? Đi không? Đi không? Đi đi, đi với anh hai luôn đi. Đi hết luôn đi. Dạ. Đi hết. Dạ. Dạ. Ở nhà mới gặp rồi, cốt con hơi đi đi. Cháu thật sự ra thì cháu tuổi của Đức thì không có thể làm được cái nhà. Để cho cháu đi học nghề thôi, tại vì cuộc sống vất vả thì bắt buộc phải đi học nghề. Chứ không thể đi làm được. Học nghề vừa học vừa làm. Chứ không phải là không làm. Vẫn giữ duy trì được cái cần cù của cháu, chứ không phải làm cháu phai đi cái sự cần cù đó. Cho nên á là phải vừa học vừa làm. Mời chú đàng hoàng con. Đấy. Rồi cảm ơn con. Thôi đó. Ôm mẹ cái đi rồi đi nè. Chưa đi đi lên rồi đi làm giỏi rồi không có hỗn hào nghe con. Đi phải cố gắng lên. Ta làm tháng hai tháng gì à? Đâu có gì đâu. Xe với bây có đó trở về. Đúng gì mà khóc, trời ơi lớn rồi đừng có nhõng nhẽo không ơi. Cố lên đi làm đi rồi mẹ thương mẹ điện cho về. Trời ơi nhịn nha. Trời ơi, ai chơi khóc vậy, chưa gì chuẩn bị đi Sài Gòn cái là khóc cả nhà. Đừng có khóc, ta đi nè, đi rồi cái hai. Khóc đó đi quen cái nghỉ giờ bà ngoại này luôn à. Sao? Sao quyết định? Bây giờ tự con quyết định. Khỏi đi phải ra ốc ngoại, ngoại đi lên được rồi. Cho con cuộc sống cho nó... Như đàn ông hơi chín chắn ha. Ừ, cầm tay rồi suy nghĩ vút ve rồi chắc chắn mới đi chứ. Còn những đứa trẻ khác là không đi đâu, không đi đâu. Hay là đi. Nhiều thấy nhưng mà giờ suy nghĩ đó đắn đo đó. Nửa muốn nửa không.
Chị chú là chỗ nào cũng biết hết rồi đó. Chị có đứa nào mà ngồi bãi dưa nói chú là chú Bi ơi, cho con lên Sài Gòn học nghe. Bây giờ xuống đây mang xe xuống đây rước lên mà không chịu đi à? Đi không? Đi đi con, đi đi học rồi cái con có tháng 2 tháng á, điện thoại về trời ơi thấy mà, mỗi ngày. Ở nhà lì mà bánh đòn nữa chứ đâu. Đi vậy nè, có sáng sủa đẹp trai, không có phơi nắng, không có đen úa giống mẹ nè. Ừ, thôi lên. Rồi sạch sẽ nữa. Coi như lên đó vài tháng, ở vài tháng rồi về với mẹ. Tết cười lên có khóc gì trời ơi, ai bắt con đi bắn bỏ. Trời ơi, mấy đứa nhân viên ở nhà em ấy mà kêu anh ơi sao không rước thằng bé bé dưa lên làm trồng dưa lên đây cho rồi. Thì lên trái sao trồng dưa. Lên đó chú lấy cái sân thượng chú cho trồng dưa nha. Nha, lấy sân thượng nhà chú lấy trồng dưa. Đi nè. Đi tắm rồi con. Đi không? Không con, đi con có quyền chọn lựa đi và không đi thôi. Chứ con con gắng làm sao mà cho cậu ở dưới xuống vàng cũng vui rồi cháu con nó được. Để cháu nó suy nghĩ. Suy nghĩ đây ông người đàn ông trưởng thành. Sống cậu, cậu đi mà, đừng có khóc. Mẹ thương. Đi mà chứ đâu có thể đi đâu đâu mà khóc. Con trai của tôi trời ơi. Mạnh mẽ lên. Giống mẹ vậy đó. Đừng có khóc. Cậu con mất rồi, không có nghề nghiệp cho con đâu, con gắng đi mặn đi. Cười vui vẻ rồi ăn không có hổ nghe chưa ạ. Đây, mấy ông chú dạy cái gì nghe cái đấy. Tình thương, mến thương của chú cho con. Chứ con ở đây nè, ai cũng khi dễ mẹ con mình hết á, thấy không? Dạ đi ăn cắp đi, đi ăn cắp. Chị chú đợi, mày chở đi cho nè. Đi con chạy đi hớt tóc ra đi con, nha. Đi hớt tóc tắm. Chú không có buồn, điện thoại về điện nói chuyện với mẹ mà. Trời ơi, mẹ mỗi ngày mẹ mới điện lên nói chuyện với con. Nghe không? Mình mẻ lên, con trai lớn rồi. Chị mấy, nào hôm nay rảnh á, hôm nay chưa biết bao với em nè. Thế là mùa luôn. Chưa biết đi không? Sao khóc? Ui, mạnh mẽ lắm mà, nhớ chú nhớ con mạnh mẽ lắm mà. Không có buồn đâu, ở ở chợ đó là con phải mạnh mẽ, con phải vui lên. Trước khi con quyết định đi nè, giờ chú cho con phép con nè. Không phải là cái này con chú ép con đi, không lẽ mà gia đình cũng không muốn con đi đâu. Nhưng mà chú hỏi nè, con có muốn thật sự muốn đi không? Không. Lên đó con muốn làm gì? Gì cũng được. Gì cũng được, miễn có tiền hàng tháng đúng không? Dạ. Rồi. Tiền hàng tháng chú sẽ trợ cấp cho gia đình mình. Để có cái gồm đó làm vô, mấy em có quần áo mặc. Còn con lên đó học nghề. Được chưa? Không có nói đó. Giọng hơn anh hai nữa. Dạ thương anh hai quá vậy. Kìa. Chú nhỏ đó hỏi chú cho con đi theo với anh hai. Con đi theo làm gì? Ai? Con đi theo hả? À? Dạ. 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 Đi làm gì? Em giúp anh hai con. Ừ, giúp anh hai con hả? Dạ. Trời ơi, con còn nhỏ quá. Cái miếng đất này là của cậu. Cái nhà nhá, của cậu. Cậu cho xây lên rồi cậu cho ở tạm chứ không phải đất của gia đình cả nhà nhá. Không phải đất của chị. Dạ. Đó. Chui cho quần áo cũ vậy không hả? Cũ không, mấy bộ mất bữa hổm cá mặt hết trơn. Thôi, lên Sài Gòn xíu nữa chú dẫn đi mua nha. Rồi con lấy dép, con gửi dép bữa giờ đi vậy. Ba lô nào, mang ba lô nào. Trời ơi, đồ lắm lem quá cả nhà. Đồ đạc thì để lên khến gì đây. Không biết đây là quyết định đúng đắn của Bi không thì rút kinh nghiệm đợt trước thì Bi sẽ dẫn cháu lên học nghề trực tiếp luôn. Chắc thằng quý của chú anh chị sẽ bảo rằng là đi học nghề như vậy ấy thì tại sao không để học ở dưới này mà đi lên trên đó. Chắc chắn của chú anh chị sẽ hỏi như vậy. Nhưng mà lên trên đó thì ít nhất là Bi cũng sẽ có vợ Bi là giáo viên, cho nên vợ Bi sẽ có một chút dành thời gian dạy cho cháu học thêm chữ nữa trên nhà, biết rành hơn tính toán này, chữ cái này, để cháu có thể sau này có một tương lai. Tại vì gia đình ở đây thì không có ai có chữ hết, cho nên là thứ nhất là lên đó cho cháu có chữ này, thứ hai là baby có lý do để phụ cấp gia đình hàng tháng một ít tiền để có kinh phí lo cho các cháu ở dưới này. Trời ơi, sao mà đi mà cả gia đình đều khóc hết vậy?
Tội nghiệp gì, con đâu có làm gì đâu mà tội nghiệp. Cho nó gan đi làm đi, cho nó sung sướng, trả cho ông bà chị được cái cơm ăn no thì thôi, chứ con không biết nghề nghiệp gì đâu. Tối ngày tôi đi mần cái gì đó, mần mão như ta kêu hai ông cháu đi mần dọn vệ sinh đường quên gì, hai ông cháu đi gì đâu quen gì thôi. Túi cậu của cậu, cậu không mất rồi mà lấy túi cậu xài hả? Tiền cậu nó để cho cháu ăn cái điện thoại cái đó với cái vị nó không chịu bỏ đâu. Đi đâu nó cũng bảy cái vị của cậu chứ. Ừ, đi đâu cũng gọi của cậu hả? Áo quần á, em để cho trong ba lô nhỏ em ơi. Trời ơi anh Ly vậy mà cũng biết quan tâm anh hai quá hen. Có đồ mới không? Có quần áo mới không? Lên Sài Gòn chú mua bộ đồ khác. Xíu chú cho ít tiền mua bộ đồ cho mấy em nha. Này, thường ngày thì nào nay chẳng nói nay điện cho em đi nha. Có đi không? Hả? Đi hả? Trời ơi, vậy đánh dép luôn hả? Để bữa lưu là kỷ niệm, nếu mà có học nghề thành rồi á là học 3 năm hay là mấy năm gì đó là thành nghề là để đôi dép làm kỷ niệm nha. Đôi dép này bền lắm á. Mang cái năm chờ mà giờ nó vẫn còn đúng không? Chưa có mua cái mới. Mình trải qua cho con không có hổn nào con, cái gì không biết phải hỏi chú mà hỏi anh, hỏi chị nghe không? Ở nhà có hổn không? Không, hứa chú con hứa. À, ở nhà có hổn không? Lên đó là không chữ thề, không chữ tục nè. Phải ngoan nghe chưa? Dạ thưa, gặp thầy giáo mà dạy học xe đó, cổ đó là phải dạ thưa đàng hoàng, không cãi lời nghe chưa? Dạ. Ừ. Thì tại vì bây giờ thì BB cũng có chỗ mà chuẩn bị dự định xin, chứ BB chưa xin cái chú đó nữa. Thì cái chú đó cũng thân BB hay sửa xe máy ở đó, cho nên BB sẽ nhờ chú cho học nghề. Nếu mà có học phí nữa thì BB cũng sẽ đóng cho cháu. Và sẵn tiện lên đó thì BB sẽ phụ cấp về cho gia đình một ít, để gia đình có kinh phí mà lo cho các cháu nhà nữa. Sao bé Đức đi có chịu không vậy? Dạ. Yeah. Đức đi có chịu không? Cháu mà chịu đi mà sẽ có tương lai cháu. Trời gì, đừng lại cực khổ cho cháu. Cháu đi mà bé ra ngoài cực khổ cho mẹ. Cháu đặt cái nghề làm gì? Tắm luôn đi, tắm cái rồi đi. Tắm cái thay đồ đi. Tắm cái thay đồ đi. Có đồ chưa, lấy đồ mặc chưa? Cái nón gì nữa con? Của con á. Cái gì? Nón của con hả? Nón này trói gì? Em cho anh lỗi. Trời ơi, nón của con hả? Không, nếu anh đây đi mà nếu mà điện cho mẹ thì con nói với anh ai đừng có cãi chú. Đừng có cãi chú hả? Dạ. Trời ơi, thấy thương quá đi. Sao, Vũ định đi không? Chắc chắn chưa? Nói đàng hoàng với con biết nói à, anh Duy làm cho chú buồn thì con phải gán lên. Mọi người ai cũng nói là con không có gắn bằng ăn đâu, mình lừa gạt, mình sống cho thật lòng và giúp chú giúp cho mình, mình phải sống cho thật. Phải cố gắng nghe cho con, không có lừa biến, không có gì hết trơn, cái nào không biết phải hỏi rồi. Chú ơi, anh chơi cô gì đó làm sao, nghe không con? Không có tự ra làm ơn, cái chỗ nào chú cho đi thì nên đi, chú nào không cho đi là không nên đi nha. Rồi, ôm mày cái rồi đi. Đó, nhìn. Để xong cặp con đi chứ không rớt đâu. Rồi để lên xe đi. Bây giờ là hai chú cháu sẽ qua bên Địch Giá quay cái rồi chạy về. Rồi đi Địch Giá. Nhỏ con cũng đi dây đi. Tụi lum vậy. Con trai của mẹ cố lên. Khóc cười lên cho mẹ coi coi. Cười lên mấy cha mẹ. Cười lên coi. Con vui vẻ đi con, đừng đi con vui vẻ. Đi chơi đi đâu mà con khóc. Bằng đi con, giống cậu đó. Thấy không, cậu cũng thương con, cậu cũng lo chị đi đi cậu. Đúng không, tôi cười lắm.
Trời ơi. Con đi cho mẹ. Trời ơi. Ờ lên xe. Sao không quyết định đi gì Đức? Mẹ con sắp xếp con đi chứ. Nhưng mà con muốn đi không? Dạ muốn. Chắc chắn nha. Dạ. Nhưng mà con muốn về thì cứ chú chở về. Coi như giờ đây là chuyến trải nghiệm con đi. Lên vài ngày mà cảm thấy là mình thích hợp thì mình ở lại. Mình không thích hợp, mình về với gia đình của mình. Chú chở về nha. Dạ. Không ngồi từ chú bảo vệ con mà còn có chú anh chị mà trên cộng đồng mạng của chú anh chị sẽ bảo vệ con nha Đức. Cho nên là lên vài ngày mà con cảm thấy mà con muốn ở thì con ở, còn không muốn ở thì chú trở về nha. Con đi 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 chơi đi. Chú mình đi chơi đi, lên Sài Gòn trải nghiệm đi. Ok không? Ok.